Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phonu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phonu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 12 tháng 5, thị trường thế giới tăng giảm trái chiều trong tuần. Trong khi đó, giá cà phê trong nước phục hồi tăng mạnh trở lại. Tổng hợp giá cà phê trên thị trường thế giới trong tuần, với giá cà phê Robusta trong tuần này giao dịch 4 phiên, trong đó có 1 phiên sụt giảm mạnh và 3 phiên phục hồi tăng nhẹ. Ở kỳ hạn trong tháng 7 năm 2024, tính chung cả tuần, giá cà phê Robusta đã giảm đi 101 USD trên tấn, với mức giảm là 2,85%, xuống mức giao dịch là 3.440 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giá tháng 9 năm 2024, tính chung cả tuần, giá cà phê giảm đi 108 USD trên tấn, với mức giảm là 3,11%, xuống mức giao dịch cuối tuần là 3.362 USD trên tấn. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trên trung bình, trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ. Trong tuần này có một phiên giảm và 3 phiên tăng. Ở kỳ hạn 6 tháng 7 năm 2024, tính chung cả tuần, tăng nhẹ 0,4 cent trên pound, với mức tăng là 0,2%. Lên mức giao dịch cuối tuần là 201,15 cent trên pound. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024, giá cà phê đã tăng 0,85 cent với mức tăng là 0,43%, lên mức giao dịch cuối tuần là 199,95 cent trên pound. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Trong tuần qua, tin tức về lượng mưa không đủ ở Việt Nam và Brazil có thể dẫn đến sản lượng cà phê sụt giảm cũng đã hỗ trợ cho giá cà phê. Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột cho biết lượng mưa tháng này tại tỉnh Đắk Lắk, vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam, chỉ ở mức thấp hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết SOMAMED của Brazil đã báo cáo hôm thứ Hai khi ở khu vực Minas Gerais của Brazil trong tuần qua không nhận được lượng mưa nào. Với giá cà phê Robusta trong tuần qua, lượng tồn kho phục hồi tăng trở lại. Bên cạnh đó, các quỹ đầu cơ mạnh tay thanh lý vì thế mua dòng đã kéo giá cà phê giảm. Tuy nhiên, thị trường cà phê trong nước đã phục hồi tăng trở lại khi ghi nhận 3 phiên trên sàn London phục hồi tăng nhẹ. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê vẫn duy trì được đà tăng tốt với mức giá thu mua là 102.500 đồng tới 103.200 đồng một kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, giá cà phê thu mua quanh mức là 102.600 đồng một kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 102.600 đồng và 102.500 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga sáng nay ghi nhận quanh mức 103.000 đồng một kg. Ở khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 102.900 đồng một kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và huyện Cờ Đông Bắc, giá cà phê dao động quanh mức 102.900 đồng tới 103.000 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai, sáng nay thu mua quanh mức giá là 102.900 đồng một kg. Ở khu vực huyện Chư Prong và huyện Chư Sê, mức giá là 102.800 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, sáng nay thu mua với mức giá là 103.200 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 103.100 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi ghi nhận quanh mức 102.800 đồng một kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 102.700 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai sáng nay thu mua mức giá là 103.000 đồng một kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương ghi nhận quanh mức 103.200 đồng một kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận quanh mức là 103.500 đồng một kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 103.000 đồng một kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.